Tại sao ông ta làm một câu được trích trong đề thi vào lớp 10 chuyên hóa tại Huế 2021-2022? Đề câu là hãy xác định các chất từ X1 đến X11 trong sơ đồ dưới đây và viết phương trình hóa học xảy ra, ghi rõ điều kiện nếu có. Tiếp tục. Ở đây người ta cho chúng ta là biết 7,7 gram khí X có thể tích đúng bằng thể tích của 4,9 gram N2 cùng điều kiện. Và khối lượng phân tử của X1 bằng một nửa khối lượng phân tử của X4 với X11. Như vậy ở đây người ta cho chúng ta là X1 này bằng một nửa của tổng X4 cộng X11. Rồi bây giờ chúng ta dựa vào cái dữ kiện này chúng ta tìm ra cho thầy được cái khối lượng phân tử của X7. Và khi có khối lượng phân tử X7 rồi, những nơi nào có X7 chúng ta gắn hết vô, rồi chúng ta sẽ suy luận được. Các ý kiến gì vô này không đã? Rồi, An Nhiên biết làm không An Nhiên ơi? Biết làm ban lý này Ừ, biết làm chưa? Thể tích bằng nhau thì mol bằng nhau đúng không em? Như vậy mol X7 đúng bằng mol của N2. Mol X7 chúng ta lấy 7,7 chia cho khối lượng mol của X7. Mol của N2 em lấy 4,9 chia 28. Rồi em tính cho thầy M lớn X7 bằng bao nhiêu? 44. 44 mà nó là hợp chất hữu cơ. Ở đây mình dự đoán khó, nó có nhiều khả năng lắm. Bạn thấy cái chuỗi này nó cho hơi phức tạp ha. Thấy chưa? Bằng 44 thì chúng ta xử lý như thế nào vậy ta? Đầu tiên mình xét nó là hydrocarbon được hay không? Hay là xét từ từ xét lên? Em ơi, xét nó là hydrocarbon đi. Em lấy 44 em chia cho 12. Thì là 3. 44 trừ 12 nhân 3 là C3H8. X7 là vô cơ này. Hả? X7 là vô cơ. Ở trong cái chuỗi này người ta không nói X7, như vậy X7 là vô cơ chắc chắn rồi. Như vậy chắc chắn nó Sao? là CO2. Anh em mới đọc đề không kỹ này, 1 2 3 4 5 6 này, thiếu 7 này. Như vậy X7 là CO2. Bữa trước thầy cũng nói với bạn rõ ràng rồi, từ X2, từ CO2 thì nó sẽ điều chế ra cái gì? Đối với hữu cơ. Hồi nãy mình vừa làm đây em, cellulose đúng không em? Hay là tinh bột? Đi chào bà. Hả? Dạ, xin lỗi cho tên bộ này là sẽ sống vô năm. Không, nhưng mà chỉ có một cái đúng thôi, đó là Tên bộ. tinh bột. Bột thì không cần phải lăn tăn nữa. Ý chính là gì? Glucose rồi. Triết lý thầy dạy các bạn là cực kỳ dễ hiểu luôn. Bột, đường. Tiếp theo sẽ đến rượu. Thằng này chắc chắn là C2H5OH. Cái kiến gì không đã? Cái kiến gì không đã em à? Bây giờ chúng ta chọn tiếp theo đi. Như vậy đây mình đã có x8, x9 rồi. Nó không có lặp lại em ơi. Bây giờ bạn để cho thầy là x4 với x11 có x nào chưa? Chưa có luôn. Theo bạn dự đoán đi. X4 là x nào? X11 là cái nào? Khi chúng ta đã biết được x1 rồi. X1 chưa luôn em ơi. Khó hề. Suy nghĩ đi em. C2H4, X5 là CH3, CHO, X1 là C2H lại. Rồi ok, bây giờ đoán x này là C2H4. X1 là C2H2. Đúng không? Hợp lý. X5 là gì em ơi? CH3, CHO. CH3 CHO. Hợp lý luôn.
Từ C22 thì mình cộng hydro mình biết rồi. Từ C2 thì chúng ta cộng nước em nha. Còn từ CH3, từ C2H5OH thì chúng ta sẽ cộng cho COO. Rồi. Em thử đoán coi đúng không đã. X4 có, X11 có rồi, em tính cho thầy bằng bao nhiêu? Tính cho thầy bằng bao nhiêu? 24 cộng cho 2, 26 cộng cho 28. Đâu? X1 có. Chúng ta tính cho thấy bằng 10, X11 bằng bao nhiêu? Nếu hai thằng này có thì X11 khối lượng 3 là bao nhiêu? X4 là 28 cộng X11 cho biết. 24 em ạ. À. Bạn coi thử nếu là bằng 24 thì thằng nào thỏa mãn? 24. Khó. 24 kêu 26 mà về 24. Không được. Rất khó luôn. Chúng ta có thể định hướng lại. X1 của em là C4H10. X1 á hả? C4H10, ok thử nha. Cái X2 em để nguyên đúng không? X1 là C4H10, tức em thực hiện vững cracking đúng không Trọng ơi? Dạ. Rồi X3 là gì? Từ C4H10 chúng ta điều chế ra axit acetic được không em ơi? Được ạ. Chúng ta đi tác dụng với oxy xúc tác em nhé. Rồi tí nữa thầy sẽ ghi rõ, không ghi luôn được. Chúng ta cứ thử đi. Được đấy. Được, ok. Đây. Như vậy ở đây mình tí mình sẽ giải mã cho bạn có phương trình số 5. Rồi nếu mà vậy thì x1 có, x4 có, em tính cho thấy x11 bằng bao nhiêu? Khả năng nó bằng 88. Ta dự đoán nếu ở đây nó có khả năng đó là CH3 COO C2H5 hoặc là 88 này. 88 đúng không em? Vâng. Thì thằng này nó lấy te CH3 COO C2H5. Được chứ nữa. Cái kiến gì không đã? Cái kiến gì này hôm nay đã không em ơi? Hiểu hiểu không các bạn ơi? X6 mình chọn nó là gì? Theo thầy dự đoán đó là CH3 COO NA. Và từ X6 mà ra X7 thì chúng ta thực hiện vẫn cháy em nhé. Tiếp. Thì sẽ ra x2 là CH4, X2 là CH4 rồi, ok hợp lý. X3 x3 là CH2. C2H2. Rồi, ở đây với những gì mà thầy đang phân tân tích ở đây thì các bạn có thắc mắc chỗ nào để thầy giải thích cho bạn rõ. An Nhiên em muốn hỏi chỗ nào An Nhiên ơi? Dạ, chào quý vị phương trên số 5. Phương trình số 5. Phương trình 5 thì mình ghi đây luôn. C4H10 chúng ta đi tác dụng vô oxy. Ta dùng nhiệt độ xúc tác em nhé. Để tạo thành CH3 COOH cộng cho H2O. Em cân bằng phương trình giúp thầy đi. Hai năm bốn hai. Sao nó lại vậy? Sao 2542? Đây hạ vô trước đi. Cho nó đủ 4C. 10 hydro bên là 80 đủ rồi. Bên này là bao nhiêu em nhỉ? 4 4 với 1 là 5, 5 phần 2.
5 phần 2 thì được là 2, 5, 4, 2. Ok. Cái gì không đã? Rồi cần giải đáp phương trình nào nữa? Dương, em muốn thầy giải đáp cho em phương trình nào? Dạ không có ạ. À, các bạn thấy cái câu này chúng ta cũng khá, phân tích nó cũng không khó lắm đâu. Điều quan trọng là chúng ta phải có bản lĩnh để làm. Được chưa? Đó, cái mấu chốt bài toán này là chúng ta tìm được cái biểu, tìm được cái bảy này, thấy không? Khi cái bảy thì em nhớ cái biểu thức này em đáp vô. Khi chúng ta được biết x4 với x1 rồi, x4 x1 rồi thì chúng ta sẽ tìm được x11 bằng 88. Hợp chất hữu cơ bằng 88 thì khá là quen thuộc, đó là T. Được chưa nhỉ? Lại câu hỏi này một xíu an nhiên. Em ở Huế thì cái đề thi vào chuyên quốc học Huế em thấy cái câu này nó khó hay dễ? Dạ, cái câu nó nghe chọn có nghĩ được cái trường hợp cũng chắc cũng bỏ. Nếu ở đây mình để cái trường hợp C4H10 về CH3 CH, tức là chỗ phương trình số 5 đấy, thì bộ lại nha. Thì câu này nó có thể giải mã được một cách dễ dàng luôn. Chúng ta để cho thầy một tí nha. Từ một hợp chất tạo ra C2H4 thì em sẽ trong đầu em sẽ nghĩ được ba chất này. Chất đầu tiên đó là gì? Chất đầu tiên đó là gì em ơi? Đó là C2H5OH. Chất thứ hai đó là C2H2 và một chất nữa đó là alkan cloracin. Nhớ cho thầy ba điều đó nha. Đây, thầy nói rõ luôn này. Chất đầu tiên em nghĩ đó là C2H5OH, được chưa? Cái tiếp theo đó là cloracin của alkan và cuối cùng đó là C2H2. Đây là ba chất mà có thể tạo ra được CH, C2H4 thế thôi.